Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đào bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nam Định phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Trường Đại học Thái Bình với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có gần 7.800 người mới tham gia đóng bảo hiểm. Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm soát tình trạng bất cân bằng tới tính. Ninh Bình thực hiện tốt công tác tân vận trong xây dựng thế trận quốc phòng an ninh. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có trên 400 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế với số tiền trên 450 tỷ đồng. Trong đó công ty cổ phần dầu thực vật Quang Minh là 213 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Thành Long 42 tỷ đồng, chi nhánh công ty cổ phần ô tô TMT gần 42 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Việt Á 6,8 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Hải Yến 6,2 tỷ đồng, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên 5,1 tỷ đồng. Công ty cổ phần xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên trên 5 tỷ đồng. Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh 4,8 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và may mặc Tân Phú Hưng 4,7 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phương Thảo 4,4 tỷ đồng. Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hưng Yên 4,1 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Minh 4 tỷ đồng, vân vân. Để bảo đảm hoàn thành dự toán số thu cả năm, ngành thuế sẽ tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ động thuế, bảo đảm thực hiện đúng đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đối với người nộp thuế theo quy định của pháp luật, không để nợ động mới phát sinh. Ngoài ra, để mạnh công tác thanh tra kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 24 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng vốn đăng ký là 2.825 tỷ đồng, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư. 6 tháng qua đã có thêm 54 dự án trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh. Như vậy, lũy kế đến tháng 6 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 792 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký trên 2.600 triệu đô la Mỹ và hơn 103.400 tỷ đồng. Tính từ cuối năm 2017 đến nay, Hà Nam có thêm 73 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng và chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi là trên 1.300 doanh nghiệp, doanh thu bình quân đạt 32,5 tỷ đồng một doanh nghiệp, các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước trên 2.500 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tạo thêm hàng nghìn việc làm mới cho lao động trong và ngoài tỉnh. 6 tháng cuối năm cùng với các giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp doanh nghiệp, tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nhất là các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Với trên 7 triệu con gia cầm, 700.000 con lợn và gần 38.000 con trâu bò, Nam Định là một trong những tỉnh có đàn gia súc gia cầm lớn ở vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện nay nhiều hộ chăn nuôi đã áp dụng theo hướng an toàn sinh học nhờ đó khống chế được dịch bệnh, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các đơn vị trực thuộc đã mở các lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật giúp người chăn nuôi toàn tỉnh xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. Phương pháp này giúp vật nuôi sinh trường phát triển tốt, giảm chi phí đầu vào, giảm công chăm sóc vệ sinh chuồng trại, hạn chế dịch bệnh, gia tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên người chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học hiện vẫn chưa thật yên tâm bởi rủi ro ngày càng tăng do lệ thuộc từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm và giá cả thị trường thiếu ổn định. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 384 trang trại được cấp giấy chứng nhận mô hình kinh tế trang trại, bao gồm 306 trang trại chăn nuôi, 22 trang trại thủy sản, 54 trang trại mô hình kinh tế tổng hợp và 2 trang trại trồng trọt. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu của các trang trại đạt 385 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí còn thu lãi gần 27 tỷ đồng. Các trang trại này không chỉ tạo hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động ở khu vực nông thôn. Trung bình mỗi trang trại sử dụng từ 4 đến 5 lao động với mức thu nhập hàng tháng từ 3 đến 4 triệu đồng một người. Tổng số lao động đang làm việc tại 384 trang trại trên địa bàn tỉnh là hơn 1.400 người nhờ khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế đồi rừng, đưa các con nuôi cây trồng đặc sản vào sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Kỷ ở xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cách đây 4 năm, ông Kỷ bắt đầu đưa cây thanh long về đất Phú Long để trồng. Đến nay, cây thanh long đã mang lại hiệu quả cao cho gia đình. Theo tính toán của ông, với khoảng 6.000 trụ, mỗi trụ cũng thu được hơn 30 kg trên một năm. Hơn nữa, đầu tư trồng loại cây này tuy chi phí ban đầu cao hơn các loại cây trồng khác, nhưng bù lại cây cho khai thác nhiều năm và quan trọng không tốn nhiều công chăm sóc, năng suất bình quân trên 20 tấn trên 1 hecta một năm. Bên cạnh việc canh tác cây thanh long ruột đỏ, ông Kỳ còn đưa vào trồng thử nghiệm gần 2.000 cây bưởi đỏ hòa bình và bưởi da xanh. Đến nay, các loại cây này cũng đã bắt đầu cho thu hoạch. Cùng với đó, ông đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn rừng với trên 100 con. Việc phát triển đa dạng các loại cây trồng, con nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và tạo việc làm cho trên 20 lao động ở địa phương với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Thì cái hiệu quả mình thấy như thế này thì cũng đã đã quá tuyệt vời từ cái cái, cái việc thu nhập mà cứ ổn định được như thế này là mình cũng cảm thấy là 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 đã thành công rất lớn rồi. Trang trại này của mình tại thôn Ba Phú Long này thì mình đang có 10 ha. 10 ha thì năm nay cho thu tổng năm nay là bắt đầu được vào thu toàn diện thì dự tính cho thu nó vào trên dưới tầm khoảng dự tính vào có khoảng 4 tỷ từ nguồn thu này thì muốn mở rộng để phát triển tiếp nữa vẫn phải tái sản xuất đầu tư dần dần trên đất quê hương của mình hiện tại giờ phát huy thế mạnh của vùng đồi núi một số hộ dân trên địa bàn xã cũng đã học tập và làm theo mô hình này và thu được kết quả tốt qua đó góp phần giảm nghèo và nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tình nguồn lao động dồi dào và nhân công giá rẻ không còn là lợi thế, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông như là ngành may mặc. Nắm bắt được sự thay đổi này, trường Đại học Thái Bình đã đổi mới chương trình đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao có tay nghề và tác phong công nghiệp đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp liên kết với doanh nghiệp là mắt xích quan trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp. Hàng năm trường Đại học Thái Bình tổ chức hội nghị với doanh nghiệp lắng nghe ý kiến đánh giá của các nhà tuyển dụng để kịp thời điều chỉnh chương trình giảng dạy. Khi được đào tạo ở trong trường thì bọn em được đào tạo cái tác phong nhanh nhẹn và những cái kỹ năng rất là tốt để bọn em có thể đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp cách mạng 4.0. Với sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là đón bắt nhu cầu cao về nguồn nhân lực cho khu kinh tế Thái Bình, Đảng ủy Trường Đại học Thái Bình đề ra nghị quyết riêng về đào tạo gắn với doanh nghiệp. Trọng tâm là đào tạo lớp sinh viên có kỹ năng và kiến thức cơ bản, có tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các yêu cầu công việc, thay đổi liên tục để tránh nguy cơ bị đào thải. Khoa cùng với doanh nghiệp thiết kế xây dựng các cái chương trình phù hợp với cái tình hình thực tế tại doanh nghiệp hiện nay. Đấy, ngoài ra thì doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ cho nhà trường các cái vấn đề liên quan tới quá trình đào tạo như các cái trang thiết bị rồi các cái cán bộ kỹ thuật. Đấy, và cùng với nhà trường uh, nghiên cứu và chuyển giao các cái khoa học ứng dụng phục vụ tại doanh nghiệp và kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Với hàng loạt công nghệ mới của cách mạng 4.0 không cần một triệu công nhân lành nghề như hiện tại, mà rất có thể chỉ cần 1.000, thậm chí chỉ 100 kỹ sư công nhân công nghệ. Đó là sự thay đổi từ số lượng chuyển sang chất lượng. Những nỗ lực đổi mới trong đào tạo của Trường Đại học Thái Bình sẽ đáp ứng những yêu cầu về nguồn nhân lực trong hiện tại và tương lai. Thưa quý vị và các bạn! Nhờ khuyến khích các đơn vị tham gia đóng bảo hiểm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã có thêm 40 đơn vị mới tham gia đóng bảo hiểm, nâng tổng số người đóng bảo hiểm trên địa bàn đạt gần 120.000 người, tăng gần 7.800 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng 2.200 hộ, bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn 500 người, trong đó số người mới tham gia cả hai loại hình bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đạt trên 500 người cũng trong 6 tháng đầu năm, số thu của bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ đạt trên 380 tỷ đồng, đã chi trả cho hơn 9.000 lượt người với số tiền gần 160 tỷ đồng. Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là thanh thiếu niên, là công nhân lao động trong các doanh nghiệp luôn được các cấp các ngành và tổ chức đoàn trong tỉnh Nam Định quan tâm quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động trong độ tuổi thanh niên đoàn viên thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh đến cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức về an toàn vệ sinh lao động phong trào xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn về vệ sinh lao động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe phòng chống các bệnh nghề nghiệp tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy ra tuyên truyền sức khỏe sinh sản cho thanh niên tập trung vào các nội dung chăm sóc sức khỏe hôn nhân phòng chống các bệnh qua đường tình dục các biện pháp tránh thai Bên cạnh đó, tổ chức đoàn còn tham mưu cho các doanh nghiệp tổ chức hoạt động thăm khám sức khỏe định kỳ, góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ công nhân viên lao động. Mất cân bằng giới tính sẽ làm thay đổi cấu trúc dân số, tan vỡ cấu trúc gia đình, đồng thời kéo theo những hệ lụy về an ninh trật tự, bạo hành gia đình. Với sự nỗ lực của ngành y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, mất cân bằng giới tính đã được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn để nâng cao chất lượng dân số đồng thời giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình đã triển khai đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 14 xã thuộc huyện Quế Võ, Yên Phong, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh, tổ chức 3 lớp tình nguyện viên và 6 hội thi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 7 hội nghị truyền thông tại các trường trung học phổ thông, 32 buổi nói chuyện chuyên đề tại các trường trung học cơ sở. Qua đó, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ suất sinh thô giảm 0,2%, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 100%, tỷ số giới tính khi sinh đã giảm xuống còn 117 bé trai trên 100 bé gái với những định hướng về công tác dân số bắc ninh trong thời gian tới sẽ là tiền đề để ổn định dân số nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn đồng thời tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi trong đó tập trung tuyên truyền vận động giáo dục thuyết phục người dân nhận thức được nguy cơ của việc mất cân bằng giới tính khi sinh để mọi người tự giác thực hiện huy động nguồn lực là một trong những hoạt động mang tính quyết định đến sự phát triển của công tác nhân đạo trong đó hội chữ thập đỏ tỉnh thái bình xác định công tác đối ngoại thu hút các dự án quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiều chương trình hoạt động được sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp hàng nghìn người dân được hỗ trợ về sinh kế vươn lên thoát nghèo thay đổi cuộc sống khó khăn Nhờ dự án mái nhà an toàn, từ năm 2011 đến nay đã có 60 căn nhà mới được xây dựng, giúp hộ dân nghèo hơn 400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn lãi suất ưu đãi thấp để sửa nhà. Còn với dự án của tổ chức Faber, trên 300 hộ gia đình đã được hỗ trợ sinh kế, không chỉ là trao bê giống sinh sản mà còn cho vay kinh phí làm nguồn vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó là hàng chục công trình vệ sinh nước sạch với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng đã được xây mới tại các trường học giúp nâng cao sức khỏe học sinh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, duy trì mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, hội chữ thập đỏ nước ngoài, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả các dự án mà các tổ chức đầu tư coi đó là cách tạo dựng niềm tin, uy tín và kích lệ sự ủng hộ của các nhà tài trợ huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định hiện có gần 53.000 trẻ em trong đó có trên 700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2.900 trẻ em thuộc diện hộ nghèo công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã và đang được các cấp ủy đảng chính quyền huyện trực ninh quan tâm chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện ủy ban nhân dân huyện xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em hướng dẫn các địa phương xây dựng xã thị trấn phù hợp với trẻ em từng bước xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ phát triển toàn diện Trước đó, tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức kỹ năng bảo vệ nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Đến thời điểm này, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bắc Ninh đã triển khai được 43 dự án, trong đó có 36 dự án công trình cung cấp nước sạch tập trung ở khu vực nông thôn với công suất trên 57.000 m khối một ngày đêm cung cấp nước sạch cho hơn 37.600 hộ, qua đó 100% số xã đã có nước máy đến từng hộ dân. Công trình cấp nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm công tác an sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung nhiều giải pháp nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn. Cụ thể, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng 19 công trình cấp nước sạch tập trung công suất lớn song song với đó là thực hiện các giải pháp mô hình quản lý kinh doanh theo hướng chất lượng hiệu quả nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch ngày càng được nâng cao theo đánh giá trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh bắc ninh các công trình nước sạch đã phát huy hiệu quả được đa số người dân nhiệt tình đón nhận song trên thực tế cũng vẫn còn nghịch lý đó là ở một số khu vực dù đã có nước sạch nhưng người dân vẫn chưa sử dụng nguồn nước từ các công trình này Điều này vừa gây lãng phí nguồn đầu tư, vừa đe dọa đến sức khỏe của người dân. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hiện có khoảng 100 cơ sở đăng ký sản xuất kinh doanh nước tinh khiết đóng bình, nhưng thực chất chỉ có khoảng 50 cơ sở hoạt động. Trong số này, vẫn còn có những cơ sở không thực hiện nghiêm, quy chuẩn trong sản xuất nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Theo quy trình công nghệ, để sản xuất nước uống đóng bình phải qua các công đoạn, nguồn nước đầu vào qua hệ thống lọc nước thành phẩm được chiết rót và xuất xưởng để đảm bảo an toàn thực phẩm tất cả các công đoạn phải khép kín và vô khuẩn trong quá trình sản xuất nếu bất kỳ công đoạn nào không được kiểm soát chặt chẽ đều có nguy cơ mất an toàn khi nước đóng bình không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chắc chắn sẽ gây nguy hại trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng như ngộ độc tiêu chảy và viêm đường ruột Mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước uống tăng cao nên không ngoại trừ có những cơ sở sản xuất không được cấp phép tung ra thị trường sản phẩm nước tinh khiết không đảm bảo. Khi ra thị trường thì tôi khuyến cáo các nhà người tiêu dùng thì lên kiểm tra kỹ tem mát sản phẩm, kiểm tra rõ ràng địa chỉ sản xuất cũng như là hình hình thức bên ngoài không nên sử dụng những cái tem những cái sản phẩm đã dập lát tem mác không rõ ràng, không rõ địa chỉ. Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, công khai danh sách các cơ sở vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm để người tiêu dùng nắm bắt tẩy chay sản phẩm kém chất lượng. Xác định tân vận là gốc của mọi công tác, củng cố niềm tin trong lòng nhân dân và là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo sự vững chắc của thế trận quốc phòng an ninh. Trong thời gian qua, Cục Hậu Cần Quân đoàn 1 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường mối gắn kết giữa bộ đội và nhân dân bằng những hoạt động hết sức thiết thực. Phản ánh của phóng viên Đài Phát Thanh Truyền hình Ninh Bình. Khám cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 120 lượt người nghèo, xây dựng 3 km đường nông thôn và hơn 5 km kênh mương, cử hơn 200 cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn khó khăn, hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp theo tinh thần ba bám bốn cùng, là những hoạt động ý nghĩa được Cục Hậu Cần Quân đoàn 1 triển khai tại một số xã miền núi huyện Nho Quan. Đối với những cán bộ chiến sĩ được cử đi làm nhiệm vụ, đây không những là dịp để rèn luyện đơn thuần mà còn là cơ hội để nắm chắc tình hình địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Thế giải pháp chúng tôi là trước hết là về giáo dục cán bộ chiến sĩ của chúng tôi, ngành hậu cần, quán triệt rõ cái quan điểm dân vận, gần dân, giúp đỡ dân, và để tạo cái mối đoàn kết giữa người dân với đơn vị với cụ gần càng gắn bó hơn và càng sâu sắc hơn. Được sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ ngành hậu cần, người dân đều hết sức vui mừng phấn khởi, có thêm động lực để tiếp tục sản xuất, phát triển kinh tế địa phương. Và quan trọng nhất, đó là niềm tin của người dân vào đảng, nhà nước, hình ảnh bộ đội cụ hồ Nhiệt tình tâm huyết với các phong trào ở địa phương là lời nhận xét của nhiều người dân thị trấn Trần Cao, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên dành cho ông Vũ Đức Phúc, chủ tịch mặt trận tổ quốc thị trấn. Ông luôn đi đầu trong các phong trào, tạo sự đồng thuận và niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Ông Phúc đã có hơn 30 năm tham gia các phong trào ở địa phương, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, trong đó có hơn 10 năm làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thị trấn. Là địa phương có đông đảo đồng bào công giáo sinh sống, ông cùng các thành viên trong Mặt trận luôn đi đầu tuyên truyền vận động các giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Ông đã đứng lên vận động thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, thành lập hội đồng hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn tại địa phương. Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, ông Phúc cùng với các thành viên trong mặt trận đã vận động gần 500 hộ dân hiến đất làm đường với diện tích trên 12.000 m2. Ông đã cùng với người dân xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự bảo vệ môi trường, nhân rộng mô hình phân loại xử lý rác thải tới 800 hộ gia đình. Ông Phúc đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa qua, ông là cá nhân tiêu biểu được đi dự Đại hội Toàn quốc về công tác mặt trận. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự đo bằng Sông Hồng hôm nay của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.